Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề vi khuẩn HP, mối nguy hại tiềm ẩn gây ung thư dạ dày. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề sắp thảo luận, chúng ta sẽ cùng chào đón sự có mặt của bác sĩ Tô Văn Quyền. Dạ xin chào bác sĩ, và mời bác sĩ tự giới thiệu về bản thân mình cho em cũng như là quý vị khán giả được biết được không ạ? Xin chào quý khán giả của chương trình Bác sĩ nói gì. Tôi là bác sĩ Tô Văn Quyền, tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội năm 2007, sau đó học chuyên khoa 1 tại trường Đại học Y khoa Huế. Hiện tôi đang công tác tại phòng khám Nova Medic. Tôi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực chuyên khoa tiêu hóa gan mật từ năm 2007 tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Thân ái chào tất cả quý khán giả. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Dạ, trước khi vào chủ đề mình thảo luận thì em có một tình huống nhờ bác sĩ giải đáp giùm em nha. Em bị đau dạ dày gần 2 tháng nay và có dấu hiệu bụng cồn cào. Theo em tìm hiểu thì đây là dấu hiệu của nhiễm khuẩn HP. Vậy em cần phải làm gì để chữa trị ạ? Đau bụng cồn cào là một cái triệu chứng gợi ý cho một cái vấn đề của cái dạ dày. Nhưng nó không điển hình là cái biểu hiện của nhiễm HP. Khi mà mình bị nhiễm vi khuẩn HP á, thì nó sẽ có hai cái tình huống lâm sàng có thể xảy ra. Tình huống thứ nhất là một cái diễn biến cấp tính và gây ra các cái biểu hiện khó chịu. Ví dụ như nóng rát thượng vị, đau thượng vị, có thể ở hơi ở chua, buồn nôn và rối loạn tiêu hóa, chán ăn. Cái tình huống thứ hai đó là nó diễn biến một cách âm thầm qua rất là nhiều năm, gọi là gây ra cái tình trạng viêm mạn tính trong niêm mạc dạ dày. Và đối với những cái trường hợp này thì hầu hết người bệnh không có biểu hiện gì trong nhiều năm đầu, cho tới một cái giai đoạn nào đó mà cái tình trạng tổn thương nó khá là nhiều thì nó mới bắt đầu gây ra những cái rối loạn tiêu hóa nhẹ nhàng, như là chậm tiêu, như là hay bị cảm giác đầy bụng. Đến giai đoạn muộn hơn nữa, nó có thể gây ra những cái ổ loét hoặc là những cái tổn thương ung thư giai đoạn muộn, thì lúc đó mới bắt đầu có những cái biểu hiện của dạ dày, chứ hoàn toàn không có một cái biểu hiện nào gợi ý cho mình biết là cái tình trạng đó là do vi khuẩn HP gây ra. Nói tóm lại là vi khuẩn HP là một tác nhân gây tổn thương cho dạ dày, và những cái biểu hiện chỉ là những cái biểu hiện tổn thương của dạ dày, chứ không có một cái biểu hiện nào để gợi ý cho mình biết là mình có nhiễm HP hay không. Thì nguyên nhân gây ra những cái bất thường, những cái tổn thương cho dạ dày nó có nhiều nhóm nguyên nhân. Ví dụ như tình trạng stress kéo dài, tình trạng ăn uống không có điều độ, hoặc là những người mà nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc lá hoặc sử dụng chất kích thích quá nhiều, những người bị nhiễm vi trùng HP, những người bị những cái bệnh liên quan tới hệ miễn dịch, nó có thể tự gây ra những cái phản ứng viêm cho các cái cơ quan của cơ thể, và nó có thể là hậu quả của một cái quá trình điều trị các cái bệnh lý khác, mà trong đó đặc biệt các cái thuốc sử dụng là các cái thuốc kháng viêm hoặc là một số loại thuốc kháng sinh có thể gây ra những cái rối loạn cho cái đường tiêu hóa, và nó sẽ có những cái biểu hiện viêm. Em cảm ơn bác sĩ về câu trả lời vừa rồi. Thì theo em được biết là vi khuẩn HP là một cái loại vi khuẩn mà nó sẽ sống ở trong dạ dày của mình, thì mình cũng sẽ khó phát hiện ra, nhưng mà nó lại là một cái mối nguy hại tiềm tàng gây ung thư. Ngày hôm nay thì mình sẽ thảo luận về chủ đề là về vi khuẩn HP. Thì trước tiên là em nhờ bác sĩ giải thích cho em một xíu là vi khuẩn HP là gì vậy ạ? Đúng là như bạn nói, vi khuẩn HP là một cái vi khuẩn sống trong dạ dày. Nó gây ra rất là nhiều những cái tổn thương cho dạ dày, và nó không có một cái gợi ý nào để mình biết rằng là mình có nhiễm HP hay không, mà nó chỉ gián tiếp gây ra những cái tổn thương và từ đó biểu hiện cái tổn thương của cơ quan đích là dạ dày thôi. Thì vi khuẩn HP lần đầu tiên mà được ghi nhận là bởi hai bác sĩ người Úc là Robin Warren và Marshall ở năm 1982. Thì mới đầu khi mà mới được phân lập đó là tình cờ sinh thiết cái mẫu mô loét của trong dạ dày, và người ta phát hiện ra vi khuẩn đó. Thì khi phát hiện ra thì nó có tên là Campylobacter pylori. Tới năm 1989 thì nhờ những cái tiến bộ về sinh học phân tử, người ta đã thấy được những cái chuỗi gen khác so với cái chủng Campylobacter pylori, nên là người ta mới đặt tên cho cái chủng vi khuẩn mới này là Helicobacter pylori. Cái chủng Helicobacter pylori nó có rất là nhiều típ, và cái típ mà hay gây tổn thương cho dạ dày nhất đó là cái típ Helicobacter pylori hiện nay,
mà mình đang đề cập tới. Nhờ cái sự phát hiện ra cái vi khuẩn HP này á, thì hai bác sĩ người Úc đã được nhận cái giải về y khoa danh giá nhất, giải Nobel y khoa năm 2005. Trong một cái hội thảo toàn cầu về y tế á, thì người ta đã khẳng định rằng Helicobacter pylori là cái chủng vi khuẩn đóng vai trò chính gây ra những cái tổn thương viêm mãn tính của dạ dày, gây viêm loét dạ dày tá tràng, và đặc biệt là nó là vai trò quan trọng trong cái nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày hiện nay. Dạ, vậy thì cái đường lây của vi khuẩn HP này á bác, thì nó sẽ lây qua đâu ạ? Nói về đường lây của vi khuẩn HP thì con vi trùng HP nó xâm nhập vào cơ thể mình bằng một cái con đường duy nhất, đó là qua đường miệng. Vi khuẩn HP sống ở trong dạ dày của người, nó được giải phóng ra ngoài qua hai con đường. Con đường thứ nhất, chủ yếu nhất là theo đường phân ra môi trường ngoài. Nó có thể dính ở tất cả những cái vật dụng, thực phẩm, nước uống ở môi trường xung quanh. Và do một cái bằng một cách nào đó mình vô tình mình tiếp xúc và với cái vi khuẩn đó nó dính vào tay và mình tiếp xúc, mình cầm đồ ăn hay gì đó mình đưa vào miệng. Cái thứ hai là mình ăn những cái thực phẩm mà không có vệ sinh, bao gồm luôn cả nước, các loại rau, các loại động vật mà không có được nấu chín thì mình chưa có tiêu diệt HP được, thì nó sẽ nhiễm vào người và nó vào dạ dày của mình. Ngoài cái con đường mà vi khuẩn HP phát tán thứ hai á, là qua cái dịch nôn ói của cơ thể. Thì khi mà người ta ói ra rồi thì nó sẽ giải phóng ra môi trường, và cũng thông qua cái tiếp xúc nào đó mình có thể tiếp xúc với cái vi khuẩn HP, sau đó thì nó sẽ vào miệng của mình và nó xuống dạ dày. Cái nhóm người nào có nguy cơ là mắc cái vi khuẩn này cao nhất đó bác? Bác có thể chia sẻ một xíu không? Cho tới ngày nay á, thì vi khuẩn HP á, nó có thể nhiễm cho tất cả mọi người. Nhưng mà những cái nhóm mà thường hay bị nhiễm vi khuẩn HP nhất đó thì nó cũng phân theo vùng. Chủ yếu là liên quan tới cái môi trường sống, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và cái cách mình tự bảo vệ mình, tức là cái sự vệ sinh của cá nhân. Thì chủng vi khuẩn HP này nó không có khá là phổ biến nhiều ở các nước đã phát triển và có một cái văn hóa ăn uống nó khá là vệ sinh, cái kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Ví dụ như châu Âu, Bắc Mỹ thì cái tỷ lệ nhiễm HP nó chỉ dao động khoảng 35-50% trong cộng đồng trưởng thành, người trưởng thành. Còn ở những vùng châu Á hoặc những nước đang phát triển, đặc biệt là những nước mà có cái thói quen ăn đồ sống nhiều á, thì cái tỷ lệ nhiễm HP nó sẽ rất là cao. Ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, tỷ lệ nhiễm HP của họ khoảng trên 85-90% dân số trưởng thành. Ở Việt Nam thì cái tỷ lệ nhiễm HP theo những cái nghiên cứu gần đây thì nó cũng dao động khoảng từ 70-80%, tùy theo vùng. Cụ thể hơn nữa thì những đối tượng gọi là ai là cái người dễ nhiễm HP hơn, thì những người có thói quen ăn sống, những người không thường xuyên vệ sinh tay trước khi ăn, và những người sống ở trong những cái môi trường mà điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm rất là thấp. Ví dụ như ở những khu ổ chuột của các cái vùng hoặc thành phố hoặc là quốc gia, thì những người sống ở trong những cái môi trường đó thì cái nguy cơ nhiễm HP sẽ cao hơn. Nếu mà bản thân một người đã bị nhiễm vi khuẩn HP á, thì có một cái cách nào đó hoặc là biểu hiện nào đó để giúp mình nhận biết là mình đã đang bị nhiễm HP không? Giống như mình đã từng nói lúc nãy thì vi khuẩn HP nó xâm nhập vào cơ thể người, gần như nó không có một cái triệu chứng nào gợi ý là đó là biểu hiện của nhiễm HP, mà nó chỉ gián tiếp gây biểu hiện thông qua những cái cơ quan đích bị tổn thương. Ví dụ như các cái biểu hiện của rối loạn tiêu hóa hoặc là đau bụng gợi ý là đau dạ dày, thì đó là những cái dấu hiệu có thể gợi ý cho mình là mình có thể bị nhiễm HP và gây ra cái tình trạng viêm loét dạ dày. Đặc biệt là ở những cái người mà có một cái lối sống tương đối là lành mạnh, ví dụ như không quá stress, ăn uống điều độ và không có thường xuyên nhậu nhẹt mà vẫn có cái biểu hiện đau bao tử, viêm dạ dày đó, thì đó là những cái gợi ý để mình nghĩ tới là mình có thể bị nhiễm HP. Hoặc là mình bị đau dạ dày, trong khi đó thì gia đình mình
những người sống thường xuyên, sinh hoạt thường xuyên với mình đã được chẩn đoán là nhiễm HP thì cũng là một cái gợi ý để cho mình đi kiểm tra coi mình có HP hay không để mình điều trị. Dạ vậy khi mà mình đi kiểm tra thì mình sẽ xét nghiệm hay sao ạ? Ngày nay thì có nhiều cách để xét nghiệm xem là mình có nhiễm HP hay không. Cái cách thứ nhất á, là xét nghiệm máu để xem cơ thể mình có cái phản ứng kháng nguyên kháng thể với vi khuẩn HP hay không. Thì xét nghiệm máu rất là đơn giản nhưng nó chỉ giúp cho mình biết được là mình đã từng tiếp xúc với vi khuẩn HP hay chưa. Nó không giúp mình khẳng định hoàn toàn là mình có đang mang cái con HP đó ở trong dạ dày mình hay không. Cái xét nghiệm thứ hai đó là xét nghiệm phân. Người ta sẽ lấy một cái mẫu phân để người ta làm cái test kháng nguyên kháng thể để người ta phát hiện xem là có sự hiện diện của vi khuẩn HP hay không. Cách thứ ba là test hơi thở. Test hơi thở là người ta dùng một cái đồng vị phóng xạ carbon để người ta cho mình uống, sau đó thì người ta dựa theo cái phản ứng của cái enzyme urea do vi khuẩn HP nó tiết ra để người ta đánh giá xem là cái phản ứng của mình nó có gợi ý cho là mình đang nhiễm HP hay không. Cách thứ tư là thông qua nội soi, người ta sẽ lấy một cái mẫu nhỏ niêm mạc của dạ dày để người ta làm cái test gọi là claw test. Trong cái kết quả nội soi các bác sĩ nội soi hay làm đó, thì nó cũng giúp bác sĩ phát hiện được là có vi khuẩn HP hay không ở trong dạ dày. Và cái cách cuối cùng là khi mà nội soi phát hiện những cái tổn thương, bác sĩ nội soi sẽ lấy một cái mẫu nhỏ gửi đi làm cái xét nghiệm gọi là xét nghiệm giải phẫu bệnh. Thì thông qua cái xét nghiệm giải phẫu bệnh đó, các nhà giải phẫu bệnh người ta cũng có thể nhìn trực tiếp được cái sự hiện diện của con vi trùng HP trong cái mẫu sinh thiết. Nhưng mà cái hai cái cách mà ở Việt Nam mình phổ biến nhất đó là nội soi làm claw test và test hơi thở để chẩn đoán là có nhiễm HP hay không. Vậy thì mình sẽ điều trị khi mà mình phát hiện là có vi khuẩn HP á bác, thì mình nên dùng cách nào, tiêm kháng sinh hay là mình uống thuốc hay sao? Về điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori á, thì ngày nay á, chủ yếu là điều trị bằng thuốc uống. Tất cả các cái phác đồ điều trị HP ở người trưởng thành á, thì hiện tại á, đều là uống kháng sinh kết hợp hai loại kháng sinh và thuốc ức chế tiết axit. Thời gian điều trị cho một cái đợt điều trị kháng sinh là 2 tuần. Sau đó thì tùy theo cái tình trạng tổn thương của dạ dày, mình sẽ có thêm một cái đợt điều trị gọi là chữa lành dạ dày. Thì cái chữa lành dạ dày này nó sẽ không có cố định về cái thời gian, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn thương của dạ dày. Thứ hai là cái tuân thủ điều trị của người bệnh, thì nó sẽ đưa ra được cái khoảng thời gian mình nên điều trị theo cái tình trạng bệnh. Tức là khi mình hết triệu chứng, mình đánh giá về tiêu hóa tốt, mình thăm khám không còn gợi ý cho cái tình trạng đau ở vùng dạ dày nữa, thì có thể được xem như là mình đã khỏi và hoàn thành điều trị. Vậy mà khi mà mình không kịp thời phát hiện ra cái vi khuẩn HP này á, thì nó sẽ để lại những cái biến chứng nào ạ? Theo như nãy em nói á, thì nó sẽ là một trong những nguy cơ tiềm tàng gây ung thư á bác. Thì tại sao nó lại dễ gây ung thư như vậy? Khi mà mình nhiễm vi khuẩn HP thì giống như lúc trước bác Quyền cũng đã nói rồi, nó sẽ có hai cái hình thức. Một là nó gây ra những cái phản ứng viêm loét cấp tính của dạ dày, thì lúc đó nó sẽ có những cái biểu hiện đau dạ dày, đau vùng bụng, vùng thượng vị, hoặc là nó gây ra những cái phản ứng cảm giác nóng rát, nôn ói hoặc là khó tiêu. Thì lúc đó mình sẽ được bác sĩ tiêu hóa thăm khám đánh giá và tư vấn cho mình về các cái xét nghiệm để chẩn đoán có HP hay không và đưa ra những cái phác đồ điều trị. Cái thứ hai là diễn biến mạn tính. Thì khi mà vi khuẩn HP nó xâm nhập vào dạ dày của mình, nếu mà mình không phát hiện á, thì nó cứ âm thầm nó tiết ra những cái men, ví dụ như men urea, men phospholipa, và nó sẽ gây ra những cái biến đổi ở trong cái niêm mạc của dạ dày, cái vùng mà vi khuẩn HP nó sinh sống. Nó phá hủy cái lớp nhầy ở bề mặt dạ dày để nó xuống, nó xâm nhập xuống bên dưới niêm mạc dạ dày. Nó tiết ra các cái chất gây viêm để nó làm cái phản ứng viêm và loét ở trong dạ dày. Thì sau nhiều năm mà nó âm thầm nó gây tổn thương thì nó sẽ gây ra những biến chứng, ví dụ như viêm dạ dày mạn tính, viêm teo niêm mạc dạ dày, chuyển sản ruột. Và cái quá trình viêm đó nó kéo dài thì nó sẽ sản sinh ra các cái gốc tự do và những cái chất độc
tố để nó kích thích cái gen ung thư và các cái phát triển cái tế bào ung thư trong dạ dày. Thì ngay cả cái giai đoạn đầu khi mà nó đã hình thành lên các cái tổn thương tiền ung thư hoặc là ung thư trong dạ dày, giai đoạn đầu nó cũng hầu như không có triệu chứng nào đặc biệt điển hình cho cái tình trạng nhiễm HP cả, mà nó vẫn là những cái triệu chứng cho cái tình trạng bất thường của dạ dày thôi. Ngày nay trên thế giới thì các cái tổ chức y tế chuyên về tiêu hóa và nội soi, người ta cũng có những cái khuyến cáo về tầm soát và điều trị HP ở những cái vùng dịch tễ mà có tỷ lệ nhiễm HP cao. Ví dụ như theo hội tiêu hóa và nội soi của Hàn Quốc ngày nay thì người ta cũng khuyên là dù hoàn toàn bình thường thì mình cũng nên chủ động đi nội soi tầm soát ung thư dạ dày và xét nghiệm HP 2-3 năm một lần. Các nước khác trên thế giới thì không có một cái guideline hay một cái hướng dẫn cụ thể là tuổi nào thì nên đi tầm soát HP và điều trị hoặc là nội soi dạ dày cả. Nhưng người ta cũng đưa ra những cái gợi ý, ví dụ như những cái người mà thường xuyên có rối loạn tiêu hóa, những người mà thiếu máu ác tính không có rõ chẩn đoán, những người sụt cân không rõ nguyên nhân, hoặc là những người mà đi cầu nó không có được đều độ thì cũng nên chủ động đi nội soi để thứ nhất là tầm soát cái ung thư đường tiêu hóa và thứ hai là xét nghiệm coi có HP hay không. Dạ vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào để mà giúp cho bệnh nhân á, có thể là phòng ngừa vi khuẩn HP được không ạ? Thì để giảm cái nguy cơ bị nhiễm HP hoặc là tái nhiễm HP sau điều trị thì cái cách duy nhất của mình đó là vệ sinh. Mình vệ sinh tay trước mỗi bữa ăn hoặc là khi mình đưa những cái đồ ăn gì đó vào miệng. Mình vệ sinh thực phẩm để ăn, hoặc là mình sẽ tìm những cái thực phẩm có cái nguồn gốc được cho là sản xuất sạch để mình ăn. Nếu như những cái thực phẩm đó không có thông qua việc nấu nướng thì mình nên kỹ càng để lựa chọn. Thứ hai, khi mình lựa chọn được rồi thì cái khâu chế biến của mình cũng nên kỹ, vệ sinh kỹ, có thể ngâm muối hoặc là các cái loại thuốc mà ngày nay trên thị trường hay bán để giúp cho cái quá trình vệ sinh thực phẩm được tốt hơn. Rồi một cái con đường lây thứ hai nữa đó là trực tiếp miệng. Thì cái này á, nếu như mà nói là gia đình ngồi ăn chung một cái bàn ăn, chấm chung một cái chén nước mắm mà lây nhiễm HP từ người nọ qua người kia thì nó rất thấp. Cách mà nó lây trực tiếp từ người qua người chủ yếu là qua cái nụ hôn. Nhưng mà có những người hỏi bác Quyền là vậy mình hôn con mình thì nó có lây hay không? Thì thực tế là cái nụ hôn mà có thể mang theo vi khuẩn HP thì bác Quyền nghĩ là nó phải thông qua cái tiếp xúc với dịch tiết của miệng, đặc biệt là lưỡi, răng thì nó mới mang theo được cái con vi trùng HP. Còn khi mà mình đi làm về mình ôm con mình hôn vào má một cái, hoặc có thể là mình hôn nhẹ lên môi con một cái thì chắc là không thể lây được vi khuẩn HP cho con. Nên là mình cũng không nhất thiết là mình phải cách ly với các thành viên trong gia đình trong những cái sinh hoạt chung nếu như mà mình biết là mình có nhiễm HP. Vậy thì vi khuẩn HP á, nếu như mà mình chữa khỏi rồi á, thì nó có nguy cơ tái lại không ạ? Khi mà mình điều trị HP á, thì nó sẽ có hai cái tình huống. Một cái tình huống là con vi khuẩn HP này nó nhiễm vào dạ dày của mình và nó chưa gây ra những cái tổn thương tiền ung thư, ví dụ như chưa gây viêm teo chuyển sản ruột ở trong dạ dày, thì sau khi mình điều trị HP xong gần như là cái nguy cơ ung thư dạ dày nó sẽ kết thúc ở đây, theo con vi khuẩn HP nó ra đi. Còn nếu như mà khi mà cái giai đoạn phát hiện vi khuẩn HP của mình nó đã gây ra những cái tổn thương tiền ung thư, ví dụ như viêm teo chuyển sản ruột hoặc loạn sản rồi, thì dù đã tiệt trừ HP xong rồi mình vẫn phải tuân thủ cái khuyến cáo về nội soi tầm soát ung thư ở những người đã có những cái tổn thương tiền ung thư. Thì đối với những người viêm teo chuyển sản ruột hoặc loạn sản thấp thì người ta khuyến cáo là cái thời gian tầm soát ung thư dạ dày bằng nội soi lặp lại mỗi 2 năm, lâu nhất là 3 năm một lần, để phát hiện những cái tổn thương ung thư giai đoạn sớm. Qua đó mình có thể xử lý cái tổn thương đó ngay bằng nội soi mà không cần phải can thiệp phẫu thuật. Còn khi nhiễm HP rồi, mình điều trị xong rồi thì mình vẫn có thể bị nhiễm lại vi khuẩn HP.
Do đó là điều trị xong rồi mình vẫn phải tuân thủ các cái biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân và vệ sinh tiếp xúc. Vệ sinh tiếp xúc có nghĩa là đối với bạn tình hoặc đối với những người mà mình có thể tiếp xúc nụ hôn hoặc trực tiếp miệng miệng thì mình cũng nên có cái giới hạn. Vậy thì mình có thể sống chung với vi khuẩn HB không ạ? Nếu như mà nó luôn tồn tại trong cơ thể của mình. Theo các cái khuyến cáo ngày nay á, thì người ta sẽ giới hạn cái đối tượng đi tầm soát HB. Nhưng tất cả các cái khuyến cáo thì đều là nếu đã phát hiện có nhiễm HB thì tốt nhất là nên điều trị, chứ không nên để sống chung với vi khuẩn HB. Dạ, thì vừa rồi bác có nói về hai cái phương pháp để mà mình xét nghiệm vi khuẩn HB á, thì nghe là xét nghiệm bằng hơi thở á bác, thì theo bác là cái độ chính xác của nó có cao không ạ? Theo như các cái giới thiệu cũng như là các cái nghiên cứu về các cái mẫu thử HB và các cái phương pháp xét nghiệm HB á, thì cái test HB bằng hơi thở á, nó có độ nhạy và độ đặc hiệu cũng trên 95%. Hầu hết các cái kit test nó đều có cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao, nên là mình có thể tin tưởng được với điều kiện là mình thực hiện cái test đó đúng quy chuẩn của cái khuyến cáo. Tại vì sẽ có những người mà bao tử hoặc là có những cái rối loạn mà không có đến gặp bác sĩ ngay, họ tự ra đi mua thuốc uống vài ngày không có cải thiện thì lúc đó họ mới tới bác sĩ để được làm xét nghiệm, hoặc là họ sẽ tự đến các cái cơ sở y tế để yêu cầu được làm cái xét nghiệm hơi thở. Thì cái cách này nó sẽ gây ra cái kết quả âm tính giả, tức là mình uống thuốc và cái thuốc đó nó ức chế cái con vi khuẩn, nó không có hoạt động nên nó không có gây ra các cái phản ứng hóa học khi mình làm xét nghiệm. Dạ, thì trước đây á, trong gia đình em có một người là bị nhiễm khuẩn HB, thì được khuyên là dùng nghệ mật ong để mà trị vi khuẩn HB á bác, thì theo bác là cái phương pháp này nó có đúng không ạ? Có rất nhiều người bệnh đã đến hỏi bác Quyền những cái câu hỏi tương tự, ví dụ như uống nghệ mật ong có điều trị được HB hay không. Một số người thì uống trà dây, trà gai để điều trị HB. Thì cái đây là những cái bài thuốc dân gian, nhưng mà về góc độ khoa học đó thì cho tới bây giờ không có một cái đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể nào đủ uy tín để kết luận rằng là uống nghệ mật ong hoặc uống trà gai hoặc các cái loại trà để điều trị HB mà dân gian mình hay truyền miệng đó là nó có ý nghĩa trong cái việc là điều trị tiệt trừ HB. Gần đây thì em thấy trên mạng còn phổ biến thêm một cái bài thuốc, đó là cam thảo với lại gừng nữa. Thì theo bác sĩ là những cái bài thuốc như vậy á, thì cái tính xác thực của nó không cao, thì những cái người mà chưa có được chẩn đoán là điều trị HB mà có một số dấu hiệu thôi nha, thì mình có nên dùng cái đó không bác? Cam thảo rồi gừng thì vẫn là những cái bài thuốc dân gian để hỗ trợ tiêu hóa. Người ta nghĩ rằng là gừng nó ấm, nó nóng, nó sẽ hỗ trợ cho cái bao tử và các cái rối loạn tiêu hóa. Thì thực ra thì uống cái đó nó cũng không có gây ra nhiều những cái tổn thương gì đặc biệt nghiêm trọng cho cái đường tiêu hóa. Thành ra là để gọi là trong giai đoạn chờ mình có thể thử thì cái đó bác Quyền cũng không có khuyến khích, nhưng nó cũng không quá nghiêm trọng tới cái mức gọi là bắt buộc người ta không có được dùng. Còn về bằng chứng khoa học thì là cái tiêu chuẩn để các bác sĩ Tây y căn cứ vào đó để đưa ra cái phác đồ điều trị cho người bệnh. Nên là đứng ở góc độ là một bác sĩ Tây y thì bác Quyền cũng không có chỉ định hay khuyến khích người bệnh sử dụng những cái biện pháp đó. Đến đây thì thời lượng chương trình Bác sĩ nói gì cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ Tô Văn Quyền đã chia sẻ những thông tin bổ ích về chủ đề vi khuẩn HB, mối nguy hại tiềm ẩn gây ung thư dạ dày. Chương trình được đồng hành bởi app Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mọi gia đình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại ở những tập phát sóng tiếp theo của chương trình.